Chào buổi sáng quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình Bác sĩ của bạn nhắc tới cái chuyện đau đầu ạ. Nhiều quý vị bảo là nghe nói tới đau đầu là tôi thấy tôi đau đầu thiệt. Tại vì sao mà cơm áo gạo tiền mưu sinh nhiều khi cũng khiến người ta đau đầu. Nắng mưa thất thường cũng đau đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một căn bệnh liên quan tới cái chuyện đau đầu. Đó là bệnh đau đầu chùm, thưa quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng xem tiểu phẩm của chương trình trước khi cùng lắng nghe phần tư vấn từ bác sĩ ạ. Vân Anh ơi, Vân Anh, chào anh. Ai vậy? Em Lệ Thủy nè. À Lệ Thủy hả? Dạ. Em. Ủa anh bị gì vậy? À đâu có gì đâu. Đâu? Ủa, em thấy anh vậy nè, là anh bị gì vậy? Đau đầu hả anh? Có sao không? Nhức đau chút xíu mà không sao đâu. Em đi đâu đây? Qua sớm vậy? Em tìm Vân Anh mà sao không biết bà có đem theo điện thoại hay là ở đâu mà em gọi hoài mà cứ không được, không ai bắt máy hết á. À Vân Anh đi từ sớm rồi. Đi từ sớm lại đâu vậy? Anh đâu biết đâu, tại sáng dậy thì anh tìm vòng phòng. Ủa anh bị gì vậy? Anh uống thuốc chưa hay sao? Đi bác sĩ không? Ôi, bác sĩ cái gì, giống như là bữa giờ chắc trái gió trở trời á, hay là anh chạy ngoài đường bụi nó vô mắt cho nên nó hơi đau đau thôi. Anh đau đầu dữ lắm hả? Em đã nói với anh rồi, mình á là mình bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi ha, thì mình đừng có nhậu nhẹt nữa, mình đừng có bê tha nữa, mình uống hay vui bạn bè mình uống chút ít thôi. Tự nhiên mình nhậu cho nhiều vô rồi bây giờ á không có đi làm được. Trời cũng ơi, không làm gì. Anh nhậu hồi nào? Cả tuần lễ nay là không đụng vô giọt bia giọt rượu luôn á. Ủa vậy chứ sao em cảm thấy anh đau đầu rồi chậm nước mắt? Anh không hiểu sao đó. Mấy bữa nay cái anh bị đau đầu xong rồi cái hành qua đau hai cái hốc mắt luôn. Mà mỗi lần đau á ha là nước mắt cứ chảy mà chảy liên tục vậy đó. Bởi vì cứ ngồi lại tới đâu là anh chậm, mỗi lần đau là anh phải chậm mà. À giống như là đau quá tới nỗi mà chảy nước mắt sống luôn á. Đúng rồi. Trời ơi. Để em xíu nha. Em thấy có cái bệnh này là nó giống anh nè. Cái biểu hiện nó giống anh nè. Bệnh gì? Nói lẹ đi, nãy giờ em nói còn đau đầu hơn nữa đó. Đau đầu chùm. Cái gì? Ai chùm bao bố đầu anh? Không phải, những cái biểu hiện mà nãy anh nói á là cái giống như cái bệnh là đau đầu chùm nè. Đây để em đọc cho anh nghe. Đau đầu chùm được cho là cơn đau đau đớn nhất trong cái loại đau đầu. Đau đớn nhất luôn. Đó, nó xảy ra theo từng giai đoạn. Xuất hiện á bình thường là giữa đêm, đúng không? Giữa đêm anh đau nhiều đúng không? Đúng rồi, hồi tối hôm qua bị nè. Đó, rồi tính chất dữ dội ở hoặc xung quanh một bên mắt. Đó. Đúng. Rồi đúng, đau đúng lan rồi. Ra mắt chảy nước mắt sống nè nha. Rồi ê, có bị đau một bên đầu không? Có. Mệt mỏi nữa. Đúng rồi. Lâu lâu là bị đau mà đau tăng một bên này luôn nè. Đó, vậy là coi chừng anh bị đau đầu chùm rồi đó. Rồi bây giờ Tú ơi. Ủa? Chào cô Lệ Thủy đây nè hả con? Dạ. À cô Lan hả? Ừ cô nè. Dạ. Ủa sao con ngồi đây đi chợ chưa? À con qua con tìm Vân Anh đi chợ. Ừ. Mà Vân Anh đi trước mất tiêu rồi. Sao thấy đỡ chưa con? Dạ chứ cũng bình thường à. Ừ đây nè. Dạ. Cô có mua ốc heo về cho con ăn nè. Nó đau đầu. Dạ đúng rồi, cảm ơn cô. Sáng đi chợ cô mua ốc heo về chưng cho nó ăn. Dạ. À đau đầu ăn ốc heo, đúng là ăn ốc bổ ốc hả cô? Đúng rồi, ăn gì bổ cái nấy. Dạ. Trời đất ơi, bộ đau dữ lắm hả con? Cô, hồi nãy ảnh kể cho con nghe những cái triệu chứng á. Cái con bấm điện thoại ra con sệt. Người ta nói là ảnh bị đau đầu chùm. Đau đầu chùm là gì? Thì hồi đó giờ mới nghe luôn á. Nãy con nghe nói con cũng thấy vô lý nữa. Cái này con nghĩ là chắc cái vấn đề mắt của con á là con đi ngoài đường á, nhiều khi bụi. Rồi con về con không có rửa mắt. Rồi cái vấn đề bị đau đầu là chắc bữa giờ con công việc của con nó nhiều quá. Đúng rồi, nhiều khi nó thức khuya quá rồi nó làm. Đau đầu chùm gì đâu, đó thì giờ nghe lạ quắc à. Cái bệnh này con cũng nghe lạ lắm. Thì con sờ nó trên mạng, người ta nói vậy đó. Mà biểu hiện y chang ảnh là đó. Đau nè, lan ra mắt nè, đau bên đầu nè, đau dữ dội về đêm. Rồi nó có nguy hiểm không con? Thì con ghi là cái này là hiếm, cái bệnh hiếm khi xảy ra. Nhưng mà không có nguy hiểm con, không có nguy hiểm. Không nguy hiểm hả? Dạ. Thôi bây giờ ngồi đón già đón non thấy mệt quá. Bữa nay cô rảnh nè, cô sẽ chở con đi bác sĩ khám. Ừ. Cô bị đau đầu gì?
Quý vị thân mến, bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa sẽ tư vấn thật kỹ cho quý vị về căn bệnh đau đầu chùm. Xin quý vị nào mà đã từng có cái triệu chứng đau đầu thì hãy tập trung theo dõi chương trình để xem là có khi nào mình mắc những cái triệu chứng của bệnh này không. Từ đó thì chúng ta sẽ điều trị sớm quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, đau đầu chùm này là căn bệnh như thế nào ạ? Và cái nỗi đau của nó ra sao ạ? Xin giải tỏa cái nỗi lo này của Diễm Loan như sau. Cái đau đầu chùm này đó thì nó cái từ chuyên môn mình dịch ra từ tiếng Anh là cluster headache. Tức là trong chuyên y khoa đó thì các bác sĩ chúng ta hay dịch là đau đầu cụm hay là đau đầu chuỗi hơn. Tại đau đầu chùm cũng được, tại vì cái từ nó không có từ tương đương. Cái định nghĩa là như vậy, tức là đây là một cái loại đau đầu nguyên phát mà nó xảy ra có chu kỳ. Tức là nó có từng đợt. Và trong cái đợt đó người ta sẽ đau 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, thậm chí 1, 2 tháng. Và sau cái đợt đó nó êm đi, không còn đau nữa. Và sau đó nó tiếp một cái chu kỳ mới. Cái chữ chùm nghĩa là vậy, cái chữ cục nghĩa là vậy. Tức là đau một có đợt. Lẽ là cái chữ chuỗi thì nó đâu, hợp đâu hơn là, đâu là cái liên tục. Xong cái không có liên tục. Nó có chu kỳ. Dạ, nó có chu kỳ. Một chu kỳ xong cái nó hết đau, không đau gì hết. Cái nó bị một chu kỳ mới. Lại một chu kỳ mới. Đó, dạ. Cái đó gọi là đau đầu. Cái kiểu đó gọi là đau đầu chuỗi, chứ không phải là chùm là nó cứ bị hoài không, không phải như vậy. Nó sẽ có từng đợt. Dạ. Thế thì bây giờ cái nỗi lo nó lại chuyển sang một cái nỗi đau khác ạ. Nó là đau mà đau mấy ngày, hoặc là đau cả tháng, hoặc là đau mấy tháng liên tục. Thì làm sao mà chịu nổi ạ? Nguyên nhân là do đâu mà lại đau như thế ạ? Cái loại đau đầu nó xếp vô đau đầu nguyên phát. Tức là do những cái rối loạn trong những cái chất dẫn truyền thần kinh, những cái hoạt động vân vân. Thì cái cơ chế chính xác của cái loại đau đầu này tới bây giờ nó vẫn chưa có rõ. Người ta xếp vô là đau đầu nguyên phát. Về mặt điều trị đó, thì cái loại này có thể điều trị tốt, cũng đáp ứng tốt. Cái đặc điểm của cái cơn đau này là nó rất là nhiều, rất là dữ dội, rất là nặng. Cơn đau là rất nặng, người ta rất là khó chịu và khổ sở. Một cơn đau thường nó kéo dài vài giờ. Trong cái cơn đau nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng, thường là nó đau ở vùng hốc mắt á, hoặc là vùng trán, cái vùng này là cái vùng đau thường gặp nhất. Và đây. Và nó kèm theo là đỏ mắt, hoặc chảy nước mũi, hoặc là chảy nước mắt, thậm chí một số trường hợp có sụp mi hoặc là nhìn đôi nữa. Cái loại đau đầu này nó rất là khó chịu, cho nên là khi mà người ta trải qua cái đau đầu cụm này, thường thường người ta sẽ đi khám để mà mong muốn là được giải quyết cái cơn đau này đi. Cái đau đầu này nó thuộc vô cái nhóm là đau đầu nguyên phát, cho nên là nó không có hết luôn, nó không có tệt luôn, nó không có biến mất mãi mãi. Mình chỉ có thể là điều trị cho nó ổn định, kiểm soát được nó thôi. Nó cũng giống như những cái loại đau đầu nguyên phát khác, ví dụ như đầu migraine hoặc đau đầu căn cơ, ví dụ như vậy. Khi mà nghe bác sĩ nói như vậy thì tự nhiên Loan lại nhớ tới những cái cơn đau đầu của mình. Loan bị đau ở cái vị trí đây, đau chỗ này và đau một bên, và nó lan đau qua cái phần hốc mắt ở đây. Đau ở cái vị trí này, nếu mà ấn vào đây thì cảm thấy dễ chịu, nhưng mà mắt Loan không bị đỏ và cũng không có cái tình trạng sụp mi. Thì đây có phải là những cái biểu hiện của căn bệnh này hay không ạ? Hay là căn bệnh này có những cái biểu hiện gì khác ạ? Cái đặc điểm đau đầu của Loan thì nó không điển hình của cái đau không đầu cụm rồi. Không điển hình của đau đầu cụm. Khi mình nói cái chữ đau nửa đầu nó chung chung dữ lắm. Không nhất thiết phải đau đầu migraine, tại đau đầu cụm nó cũng gây ra đau một bên. Cho nên là nếu mà mình đau giống như là Diễm Loan mô tả đó, hay mình đau một bên, đau vùng hốc mắt, nhưng mà tùy theo kiểu đau, nó có đau tính chất mạch đập hơn hay không, rồi nó khởi phát trong cái tình huống nào, nó có bị nặng lên khi gặp âm thanh ồn ào hoặc là liên quan đến cái mùi gì không, thí dụ như vậy, thì nó có rất là nhiều những cái tính chất khác, những cái đặc điểm khác để mà mình phối hợp vô đủ thông tin để mình chẩn đoán cái loại đau đầu đó là gì và cái xử lý nó sẽ khác, chứ không phải là mình cứ đau ở cái vùng bên đây giống như Diễm Loan mô tả là đau đầu cụm. Đau đầu thường gặp nhất là đau đầu migraine với lại đau đầu căn cơ, là hai cái loại đau đầu nguyên phát thường gặp nhất. Và cái căn bệnh này thì nó có nguy hiểm hay không ạ? Cái này nó là đau đầu nguyên phát, cho nên nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống là chính. Chứ nó không có nguy hiểm chết người. Và điều trị thì như bác sĩ nói là cũng không hết hẳn, đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ điều trị như thế nào ạ? Khi mà mình, tại vì nó sẽ có những có chu kỳ, nó có chu kỳ, cho nên là khi mà nó vô cơn mình sẽ điều trị cái cơn đó. Thì những cái điều trị trong cơn, chẳng hạn như là kháng viêm corticoid, ví dụ như oxy cao áp, ví dụ một số thuốc đặc thù, thì nó sẽ có thể cắt được cái cơn này hoặc là giảm đau. Phần lớn mình sẽ cắt được cơn. Cho nên là khi mình lên cơn đau này, nó sẽ đặc điểm là cái cường độ đau nặng, khó chịu dữ lắm. Yên tâm, hay mình đi khám bệnh và phần lớn là sẽ có thể kiểm soát được cái cơn đau. Bác sĩ có thể giúp được bệnh nhân kiểm soát được cái cơn đau đó để cho mình cảm thấy thoải mái hơn, cho mình khỏe hơn, cho mình yêu đời hơn, cho mình bớt khổ sở về cái chuyện đau đớn này. Thưa quý vị, qua lời chia sẻ từ bác sĩ thì chúng ta cũng thấy là cái cơn đau đầu mà quý vị cảm thấy rất là khó chịu đó, nhưng yên tâm, nó không nguy hiểm. Nên là quý vị hoàn toàn chúng ta có thể giữ cho mình một cái tâm thế thoải mái, thư giãn một chút thì
thì phần nào nó cũng làm cho cơ thể chúng ta nó đỡ căng lên và chúng ta cũng đỡ cảm thấy khó chịu hơn. Rồi sau đó mình đi khám bác sĩ nha, và chúng ta sẽ nhận được cái quá trình điều trị thật là phù hợp. Và một cái lối sống nhẹ nhàng bớt áp lực, Loan nghĩ là cũng sẽ góp phần giúp cho chúng ta bớt đi những cái cơn cứ liên tục xuất hiện và làm cho cản trở cái cuộc sống bình thường của quý vị ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai. Xin chào.